rất là trước hết là rất là cảm ơn Trần Việt, cũng nhiều cơ duyên mà anh em mình đã có những cái cơ hội và nhân tiện đây thì Việt qua đây cũng có một số vấn đề thì rất là cảm ơn Trần Việt đã bỏ thời gian đến đây để có buổi phỏng vấn này. Mời Trần Việt. Xin chào Đông y Dược sĩ Nhất Quyên. Theo chúng tôi được biết rằng là cộng đồng Houston vừa qua có nhiều sự biến cố trong cái cộng đồng. Thì ngày hôm nay, theo chúng tôi được biết, qua một thời gian ông im lặng, không có sinh hoạt nhiều trong cộng đồng. Thì động cơ nào kỳ này ông ra đại diện cho danh đoàn kết, thì ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch cộng đồng. Động cơ nào ông phải ra tranh cử chức chủ tịch cộng đồng, và ông nếu ông thắng cử được thì ông làm những gì để phục vụ cho đồng hương tại Houston nói riêng và cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta tại nước Mỹ nói chung. Xin ông. Việc là thực sự mà nói thì hàng chục năm trước tôi là một trong những nhân tố tích cực nhất ở thành phố Houston này, có những hoạt động cộng đồng xã hội và đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều cùng với bạn bè khắp nơi, hỗ trợ trong những việc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam, những buổi tuyệt thực, những buổi thắp nến, những buổi đi bộ, những buổi tuần hành thì tôi đều nằm trong những cái ban tổ chức và tổ chức những đó. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì thực sự thì tuổi anh em, tuổi của bản thân tôi ở Mỹ này người ta cho là trẻ nhưng mà mình cũng hơi lớn tuổi rồi. Và trong 6 năm vừa qua thì hội đồng đại diện cộng đồng đương nhiệm làm việc tương đối tốt. Nhưng mà cho đến cái thời gian gần đây thì tôi cũng rất là buồn để mình nói lên một câu là có nhiều xáo trộn trong cộng đồng. Cái xáo trộn đây chúng ta không đổ lỗi cho riêng ai hết. Cái gì đến thì nó đến. Thì cái xáo trộn trong cộng đồng hiện tại thì xuất phát từ cái đầu tiên là cái tiền của cơn bão Harvey. Nhưng mà cái theo bản thân tôi nhận thấy, cái lớn hơn, cái quan trọng hơn là chúng ta không cùng ngồi lại với nhau. Không đoàn kết. Không đoàn kết, không cùng ngồi lại với nhau. Mà muốn cái chữ đoàn kết nó thực hiện thì chúng ta phải làm gì? Mình phải biết nhận cái sai, mình phải biết đóng góp, mình phải biết lắng nghe. Thì trong thời gian trước ngày nộp đơn tranh cử thì bản thân tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có ý định tranh cử. Mà rất là nhiều người trong cộng đồng, những người thương yêu tôi, từ những người lớn tuổi cho đến các em trẻ, hối thúc tôi, vận động tôi. Thì tôi đã từng nói trên đài truyền hình là cái quyết định của tôi trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Thì thưa quý anh chị em, có nhiều người nghĩ mình chuẩn bị ít quá thì làm sao mình mà nó tốt. Thưa quý anh chị em, cái sự chuẩn bị của mỗi con người nó không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà nó là cả một cái đoạn đường của một con người bước qua. Cái bản thân tôi dĩ nhiên là có người thương, có người ghét, nhưng mà tôi cầu mong rằng vì quê hương dân tộc thì tôi nghĩ cái người thương yêu tôi nó cũng đạt được cái số đông hơn cái người ghét bỏ tôi. Và cái cuộc sống của tôi nó hiển hiện thực sự như vậy. Thì cái sự chuẩn bị tôi chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhưng trước đó tôi đã có một số lực lượng anh chị em rất là nhiều rồi. Đến giây phút cuối thì tôi đã nộp đúng thời điểm, đúng thời hạn cái hồ sơ tranh cử của liên danh đoàn kết với tổng số thành viên là 7 người. Thực sự là 9 người chứ không phải là 7. Nhưng mà nội quy thì mình đành phải chấp nhận. Nội quy bác không cho người ứng cử phải trên 25 tuổi. Cái này thì nó hơi vô lý tí xíu nhưng mà mình chấp nhận thôi. Nếu tôi thắng cử tôi sẽ tu chính cái nội quy này. Bởi vì như anh biết đó, như Hoàng Chí Phong từ 17 tuổi đã là lãnh đạo một cái phong trào rồi, bây giờ mới 22 tuổi. Thì rất tiếc các em đang là sinh viên học sinh mà một cái lực lượng nòng cốt nhất trong tất cả các quốc gia không được tham dự vô cái hội đồng đại diện cộng đồng này. Nhưng tôi hy vọng nếu tôi đắc cử tôi sẽ mời mấy em đó. Mấy em đó không được ứng cử nhưng mà tôi có quyền mời các em đó vô làm việc để xây dựng phát triển cái phong trào sinh viên học sinh, và đó là cái vấn đề tôi quan tâm nhất. Xin ông bật mí cho đài Khéo Na TV biết được rằng là nếu mà ông thắng cử trong nhiệm kỳ 20 và 22 thì
ông cho biết rằng là theo cái nhiệm kỳ theo hợp pháp của Hoa Kỳ thì mỗi chủ tịch cộng đồng được 2 lần tái đắc cử, 2 lần. Mà nếu ông được may mắn là được đồng hương quý mến và ông được sự tin tưởng của đồng hương ở tỉnh Houston nói riêng và tại Hoa Kỳ nói chung, thì nếu ông thắng cử thì ông có những cái gì, một phần nào bật mí cho khán giả Carolina TV nói riêng và cộng đồng Houston nói chung, là ông có những cái chương trình gì mới lạ mà nhằm để cho phục vụ cho cộng đồng Houston, người dân quốc gia Houston tại nơi đây, thưa ông? Kính thưa quý anh chị em khán giả của Đài Việt Carolina TV, đặc biệt là kính thưa anh chị em trên cộng đồng Facebook. Và trước khi tôi trả lời câu hỏi Trần Việt, tôi cũng xin có một lời nhắn nhủ. Nhiều người cho rằng cái cộng đồng ở Houston, mà tại sao hôm qua tôi có một anh phóng viên nghe lữ từ California qua phỏng vấn, hôm nay có anh Việt Trần từ Việt Carolina TV từ North Carolina đến đây phỏng vấn. Thì thưa quý anh chị em, cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản Houston và vùng phụ cận là một cộng đồng có thể nói là một trong những cộng đồng lớn mạnh nhất ở hải ngoại và được từng tuyên bố là thành trì chống cộng. Và tôi cũng tự hào rằng cái cộng đồng chúng tôi ở đây á, là chưa bao giờ bị phân hóa thành hai cộng đồng hay có một sự chia rẽ trầm trọng. Nhưng trong cuộc sống thì bao giờ cũng có những cái không bằng lòng với nhau, nhưng mà tôi luôn luôn tâm niệm á, là bất đồng chứ không bất hòa. Tuy vậy, đối với cái nhiệm kỳ cộng đồng hiện tại á, thì tôi xin mạn phép không nói đến những cái sai lầm, nhưng mà tất cả những cái cộng đồng về trước, tiền nhiệm về trước, nếu tôi được đắc cử thì tôi sẽ học hỏi tất cả những cái hay, cái đúng và tri ân tất cả những cái cộng đồng tiền nhiệm về trước. Từ thời một nhiệm kỳ mua được cái trụ sở cộng đồng là một cái ngôi nhà chung của chúng ta, cho dù ngôi nhà đó nằm ở một cái nơi không được tốt lắm nhưng mà cũng là nhà của chúng ta. Rồi một nhiệm kỳ đã xin tiền để tăng trang cái căn nhà chúng ta đẹp hơn, và một nhiệm kỳ đã trả ốp cái căn nhà, tôi xin tri ân. Và người đi sau thì luôn luôn phải biết học hỏi, lắng nghe, phát huy những cái tốt của những cái tiền nhiệm đi trước. Và chúng ta thấy cái gì sai chúng ta nên tránh đi và sửa đi. Nếu ông thắng cử thì ông có nghĩ gì về những cái chuyện mà tất cả các thế hệ thứ ba, thứ bốn? Dạ. Ông có ý định gì hay không về cho những thế hệ trẻ đó gia nhập vào cộng đồng người Việt để mà giúp cho cộng đồng thêm phát triển và hợp tác với cộng đồng để họ những đứa trẻ đó họ hiểu tiếng Mỹ nhiều hơn chúng ta và họ có thể gia nhập vào dòng chính của Hoa Kỳ, thưa ông? Thưa quý anh chị em, cái đó là cái điều chúng tôi cũng đang trăn trở. Trong suốt bao nhiêu năm tôi sống ở Houston này thì hai con của chúng tôi là đều nói thạo, nghe thạo tiếng Việt. Một cháu thì có thể đọc viết được, một cháu thì đọc viết không tốt lắm, nhưng mà tuyệt đối là rất là thạo. Và gia đình tôi, vợ tôi cũng tham gia vô những cái lớp dạy Việt ngữ ở nhà thờ. Con tôi khi chưa đi vô trường đại học thì cũng đã phụ giảng ở nhà thờ Ngôi Lời, và vợ tôi đang dạy ở trường San Justin về Việt ngữ. Và các con tôi cũng nằm trong những cái hướng đạo Hoa Kỳ. Thì đó là một vấn đề chúng tôi muốn dang rộng vòng tay. Và bản thân tôi nếu đắc cử, tôi cũng sẽ đến với tất cả các hội đoàn, từ các hội đoàn quân đội, các hội đoàn ái hữu. Chúng ta phải đến với họ thì họ mới đến với chúng ta chứ. Luôn cả những thế hệ trẻ. Dạ, rồi đến với các như hội văn hóa khoa học và các hội đoàn hướng đạo sinh, thì để phát huy. Và đôi lời tâm tình là bản thân tôi thì tôi tự biết tôi là ai, khả năng tôi tới đâu. Thì nếu tôi đắc cử chủ tịch cộng đồng thì tôi có thể tôi chỉ làm một nhiệm kỳ, hoặc là nếu theo tôi nghĩ tôi làm một nhiệm kỳ là đủ để cho nhường chỗ cho người khác. Chứ còn có hội đồng hiện tại bây giờ, cộng đồng hiện tại bây giờ họ đã làm 2 nhiệm kỳ rồi, thì cho dù họ nói rằng, tất cả ai cũng nói rằng đó là sự hy sinh, nhưng mà thì anh hy sinh 2 nhiệm kỳ rồi thì anh để cho lớp trẻ khác hy sinh đi. Tôi thì lớn hơn mấy anh chị em hiện tại trong cộng đồng bây giờ, nhưng mà
hoàn toàn toàn bộ thành viên của tôi đa phần là trẻ hơn. Thành ra tôi không có cao vọng và cũng không có khả năng tiến đến những cái vị trí trong dòng chính Hoa Kỳ. Nhưng đó là một cái vấn đề tôi muốn tâm đắc và khuyến khích nếu anh chị em trẻ đến với cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng, thể hiện cái tấm lòng của mình bằng cái tâm, thì đến một ngày nào đó chúng tôi cũng rất là khuyến khích các em, các cháu trẻ tiến đến dòng chính Hoa Kỳ. Nhưng mà đặc biệt chúng tôi muốn các cháu, các em đến với dòng chính Hoa Kỳ bằng cái tâm trạng, tâm thế của người Việt, chứ không phải là đến như một người Mỹ con hoàn toàn không hiểu tiếng Việt thì cũng rất là đau buồn. Thì đó là cái tâm nguyện của chúng tôi. Mình phải xây dựng ngôi nhà mình vững chắc, cộng đồng mình vững chắc trước khi để làm hậu phương vững chắc cho cái tiền tuyến là người dân ở trong nước một ngày nào đó có độc lập, tự do, dân chủ. Cảm ơn ông đã chia sẻ tâm tình của ông đến khán giả Keona TV và cộng đồng người Việt quốc gia Houston nói chung. Thì xin chúc ông được thắng cử trong kỳ bầu cử 2020-2022 và hy vọng rằng là đồng hương Houston nói chung và cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ nói riêng, họ sẽ không thất vọng với một ông tân chủ tịch cộng đồng như ông qua những lời ông đã hứa hẹn với khán giả của Carolina TV và cộng đồng người Việt quốc gia Houston. Xin kính chúc ông được thắng cử kỳ này và để phục vụ cho cộng đồng người Việt quốc gia, cộng đồng Houston nói riêng và cộng đồng người Việt quốc gia nói toàn nước Mỹ nói chung được đoàn kết, thịnh vượng và làm gương cho những cộng đồng bạn ở lân cận tiểu bang khác. Thay mặt cho khán giả của Carolina TV, tôi là Trần Việt, giám đốc đài Carolina TV, xin chúc ông được thành công mỹ mãn và phục vụ cho cộng đồng người Việt quốc gia Houston được toàn vẹn mà những gì mà cộng đồng người Việt quốc gia Houston mong muốn. Xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn anh Trần Việt. Và lời nói cuối cùng, quý vị đang coi Facebook, hãy nhấn cái nút share và viết thêm vài lời nhắn gửi những người ở Houston nhớ ngày 24 tháng 11 bỏ phiếu cho liên danh đoàn kết với thủ quỹ là bản thân tôi, đồng nghị sĩ Nhất Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.